mi l'ha fatto, mi l'ha fama, mi l'ha fama. Mà mà mình đang chuẩn bị bắt xe buýt lên đi xe. Bình thường bọn mình đi xe thì sẽ mất tầm 45 phút đi xe và 15 phút đi bộ. Mọi người hãy cùng đón xem hành trình của mình nhé. Cái điều tuyệt vời, những kỷ niệm rất là tuyệt vời hơn cả những gì bạn mong đợi.